Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là màn hình của điện thoại Wiko View Max đang có mặt tại Di động Khó Cấp.vn với tên mã là VKB200CM. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng trên điện thoại Wiko View Max lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới màn hình, sửa lỗi hỏng màn hình trên điện thoại Wiko View Max, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99 hoặc truy cập vào website www.didongcaocap.vn. Hiện tại Di động Cao Cấp.vn có tất cả linh kiện trên điện thoại Wiko View Max nói chung và phần màn hình cảm ứng của Wiko View Max nói riêng thay mới bạn. Và chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Cao Cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Di động Cao Cấp.vn hiện có tất cả linh kiện trên Wiko View Max phụ quá trình thay mới, sửa chữa vì các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của Wiko View Max, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99 Di động Cao Cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại Wiko View Max hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.